Chào các bạn đã đến với series săn động vật huyền thoại. Video này chúng ta sẽ đi săn con bò rừng trâu huyền thoại. Nếu bạn nào chơi bản tiếng Anh thì tên nó là Legendary Tatanka Bison. Nó là một trong 16 con động vật huyền thoại trong game này. Vị trí của nó nằm gần thác Manteca, phía đông nam của McFarlane Ranch, vùng New Austin. Khi bạn đến vị trí chính xác, nếu xuất hiện thông báo ở góc trái của màn hình là có động vật huyền thoại xung quanh đó, thì các bạn mới tìm được nó. Nếu không có thông báo thì các bạn có thể đợi 1 đến 2 ngày sau quay lại vị trí đó để săn. Khi xuất hiện thông báo, các bạn dùng mắt tử thần, Dick Eye, để tìm xung quanh dấu hiệu của nó để lại. Các bạn có thể thấy dấu hiệu đốm sáng màu vàng, hoặc trên bản đồ dấu chấm hỏi màu trắng, đó là dấu vết của nó để lại. Chúng ta có thể dò theo đó để săn động vật huyền thoại. Đây là một trong 3 con động vật huyền thoại ở vùng đất cấm, nên các bạn chỉ săn nó khi đi qua đến phần kết của game. Con này nhìn khá giống là con trâu, đầu có sừng, nên có lẽ là vì vậy mà nó có tên là bò rừng trâu. Có thể phân biệt nó với loại bò rừng đen thông thường nhờ lông màu trắng trên lưng và trên đầu của nó. Vũ khí để săn nó là súng trường hoặc súng shotgun. Nếu dùng cung, bạn cần phải dùng mũi tên độc vì nó sẽ tấn công các bạn nếu bị khiêu khích. I reckon we're near. Sau khi săn nó, ngoài tấm da bò rừng trâu huyền thoại, bạn còn nhận được thêm sừng bò rừng trâu huyền thoại. Tấm da huyền thoại này thì các bạn đem đến bán cho tiệm Trapper để lấy được tiền và mở khóa 3 bộ trang phục mới cho phiên bản offline và một bộ trang phục cho phiên bản online. Với $30, bạn sẽ chế tạo được áo khoác bò rừng trâu huyền thoại. Với $32, bạn sẽ chế tạo được quần cánh dơi da bò rừng trâu huyền thoại. Với $37, bạn sẽ chế tạo được đôi giày từ da lợn rừng và da bò rừng trâu huyền thoại. Một bộ trang phục khác ở phiên bản online với giá $418 là áo choàng có mũ da bò rừng trâu huyền thoại. Khi bạn bán tấm da cho Gus MacMillan và hắn ta sẽ chế tạo nó. Sừng bò rừng trâu huyền thoại thì các bạn đem đến tiệm Fancy để chế tạo trang sức sừng bò rừng trâu. Nó sẽ giúp cho các bạn giảm 10% sát thương khi cận chiến. Như vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.